trong ngành dịch vụ tại Sài Gòn, đồ uống đã phát triển rất nhanh và lâu đời. Do Sài Gòn được tiếp nhận những kiến thức đồ uống phong phú từ nước ngoài du nhập về, bài học ngày hôm nay là đồ uống có thể bán cho người Việt Nam mà thu hút cả những khách hàng nước ngoài nữa. Bài số 8 có cà phê Sài Gòn và cà phê sữa Sài Gòn nóng. Đây là nơi những người chủ cửa hàng được học những công thức đồ uống, cốt thấp, lãi cao. Bước 1. Rót nguyên liệu. Rót 120ml nước sôi vào xô. Rót 30ml cà phê. Với cà phê Sài Gòn, dùng 20ml đường nước. Với cà phê sữa Sài Gòn, dùng 20ml sữa đặc. Rót. Bước 2. Đun nóng. Bật bếp ở mức 600 đến khi sủi tan. Tắt bếp. Rót ra cốc. Thả một viên đá vào xô. Bước 3. Phục vụ. Phục vụ kèm đĩa bé, thìa bé và cốc nước lọc. Công thức rút gọn của cà phê mang đậm chất Sài Gòn là: bước làm rút gọn của cà phê Sài Gòn và cà phê sữa Sài Gòn. Bước 1. Rót nguyên liệu. Rót 120ml nước sôi vào xô. Rót 30ml cà phê. Với cà phê Sài Gòn, thêm 20ml đường. Với cà phê sữa Sài Gòn, thêm 20ml sữa đặc. Bước 2. Đun nóng. Bật bếp ở mức 600 đến khi sủi tan. Tắt bếp. Rót ra cốc. Thả một viên đá vào xô. Bước 3. Phục vụ. Phục vụ kèm đĩa bé, thìa bé và cốc nước lọc. Hãy cùng tôi xem giá cốt và giá bán để biết chúng ta lời lãi ra sao. Như các bạn đã thấy, cà phê Sài Gòn và cà phê sữa Sài Gòn có lãi cực cao, 90-95% giá bán, mà đồ uống này rất dễ uống, lại còn phục vụ được thêm cả khách hàng nước ngoài. Thông tin chi tiết của khách hàng thường xuyên uống cà phê Sài Gòn sẽ được tôi bật mí ở bài học tiếp theo. Chúc mừng bạn đã học được thêm 2 đồ uống mới. Nếu bạn muốn biết thêm về cà phê hay cà phê sữa Sài Gòn, hãy để lại bình luận ở phía dưới. Tạm biệt và tôi rất đón chờ bạn ở bài học tiếp theo. Lượng khách hàng của bạn chủ rất đông đảo, vậy chúng ta bán giá thế nào để đạt doanh thu cao nhất? Hãy cùng tôi xem giá cốt.